Vụ án chị em nhà Papin, hầu gái giết hại gia đình chủ nhân. Vào năm 1933, tại thành phố Liman, Pháp, một thảm kịch bất ngờ nổ ra, mang đến một cái chết kinh hoàng cho một gia đình vô tội. Những hình ảnh kinh hoàng và sự man dợ của vụ án này đã vươn lên như một cơn sóng thần, lấp đầy những trang giấy báo và sự phẫn nộ của mọi người. Trong ngôi biệt thự yên bình của gia đình Lancelin, hai nữ hầu gái ngoại hình vô cùng bình thường, Charistin và Lia Papin, đã mang lên mình một bộ mặt khác xa so với vẻ bề ngoài, hóa thân thành những kẻ vô cùng hung ác. Những đôi mắt sầm tối và cánh tay đầy sức mạnh đã trở thành công cụ cho những hành vi tàn ác chưa từng thấy. Họ không chỉ giết chết chủ nhân và con gái trong gia đình, mà còn phản bội sự tin tưởng và tình cảm mà gia đình nhà chủ đã trao cho họ. Hãy cùng Sơ Huyền Bí khám phá những chi tiết chấn động và tìm hiểu về những sự kiện đáng sợ của vụ án chị em nhà Papin, hầu gái giết hại gia đình chủ nhân. Charistin Papin sinh ngày 8 tháng 3 năm 1905 và cô em Lia Papin sinh ngày 15 tháng 9 năm 1911. Hai người được sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa người mẹ Clemenceau và người cha nghiện ngập Gustave. Vì xuất thân từ một gia đình nghèo nên họ được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy rẫy khó khăn và thiếu thốn. Đặc biệt hơn là hai chị em không nhận được sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của cha và mẹ. Vì vậy, ta có thể hiểu tại sao Charistin Papin lại là một người chị trách nhiệm, luôn chăm sóc và bảo vệ đứa em gái nhút nhát và có phần hướng nội Lia. Mẹ của hai chị em là Papin Clemency đã chia tay chồng sau khi phát hiện người chồng Gustave đã hiếp dâm con gái Emilia, là con gái riêng của bà, đồng thời cũng là chị cả của Charistin và Lia khi cô bé chỉ mới 10 tuổi. Cuộc ly dị diễn ra nhanh chóng sau đó mà không hề đề cập mảy may tới việc loạn luân trong gia đình. Sau cuộc ly dị, Emilia đã bị người mẹ trừng phạt như thể mọi tội lỗi là do cô bé vậy. Hai chị em Charistin và Lia đều không nhận được sự nuôi nấng và dạy dỗ từ mẹ. Cả hai chị em đều bị bắt đi giúp việc cho các gia đình quanh đó để kiếm tiền. Suốt cả tuổi thơ và thời thiếu nữ, hai chị em đều phải nhất làm theo ý của người mẹ hám tiền. Bà cho làm việc ở nhà nào thì họ phải làm việc ở nhà đó, cho tới khi cả hai người đến tại nhà Lancelin. Gia đình Lancelin là một gia đình thượng lưu và có địa vị xã hội cao trong thành phố Liman, Pháp. Ông René Lancelin là chủ nhân của ngôi biệt thự, là một doanh nhân thành đạt và được xem là một người giàu và có quyền lực trong cộng đồng địa phương. Ông đã kết hôn với Madame Lancelin và cùng nhau có một người con gái tên là Genevieve, sinh năm 1926. Bà Lancelin được biết đến là một người kỹ tính, luôn yêu cầu công việc phải hoàn thành ở mức độ hoàn hảo. Bà thậm chí còn đeo găng tay trắng để kiểm tra bụi, thường xuyên nhận xét về món ăn của Charistin và bắt Lia quay lại dọn dẹp khi bỏ lỡ một chỗ nào đó. Dù vậy, chưa bao giờ căng thẳng nổ ra quá mức. Vào năm 1933, chị em nhà Papin đã trải qua 6 năm làm việc cho gia đình Lancelin. Khi đó, Charistin 27 tuổi và Lia 21 tuổi. Vào ngày 2 tháng 2 năm đó, bà Lancelin và con gái trở về vào khoảng 17:30 thì thấy căn nhà tối om. Đây là lần thứ hai trong tuần chiếc bàn ủi bị trục trặc khiến cầu chì điện bị nổ tung khi Charistin đang ủi đồ. Thật kỳ lạ, chiếc bàn ủi vừa được thợ sửa trả lại vào ngày hôm đó và nói rằng nó không hỏng hóc gì. Khi Charistin thông báo cho bà Lancelin rằng bàn ủi lại hỏng, bà rất tức giận và một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Người chị Charistin trong lần cãi vã này đã trở nên cáu kỉnh không kiểm soát. Charistin lao vào cô con gái Genevieve và dùng ngón tay xé toạc đôi mắt. Người em Lia cũng nhanh chóng lao vào cuộc chiến và tóm lấy bà Lancelin. Charistin ra lệnh cho người em đánh bà chủ. Mặc cho con nạn nhân kêu gào thảm thiết, hai kẻ cuồng sát đánh họ tới tấp. Cô chị nói với cô em rằng sẽ giết chết nạn nhân bằng búa và dao. Khi có hung khí trong tay, Charistin kéo váy cô con gái lên và bắt đầu cầm búa nện, rồi lấy dao cắt chân cô gái. Nhưng vì dao cùn nên không thể cắt được, Charistin sai Lia xuống bếp lấy con dao khác rồi tiếp tục thực hiện tội ác. Hai nạn nhân đã chết sau khi liên tiếp chịu đựng những nhát búa và dao của hai chị em nhà Papin trong 30 phút kinh hoàng và sợ hãi. Sau khi sát hại họ, hai kẻ giết người cọ rửa hung khí và tắm gội sạch sẽ, sau đó lên giường ngủ. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác, Charistin và Lia Papin không thể trốn thoát khỏi sự truy nã của công lý. Vụ án chị em Papin đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cả dư luận và cảnh sát. Chính sự tàn ác và man dợ của họ khiến nhiều người không thể tin vào những gì đã xảy ra. Sau khi bị bắt giữ, Charistin và Lia không chịu thừa nhận tội ác mà họ gây ra ban đầu. Tuy nhiên, bằng chứng về hành vi của họ không thể chối cãi và họ không thể trốn thoát trước những bằng chứng về tội ác tàn bạo. Trong phiên xử, tòa án cũng không quan tâm tới tiền sử gia đình của hai chị em. Cha là người nghiện rượu, loạn luân và thường đánh đập mọi người trong gia đình. Trong số hàng xóm có người mắc bệnh tâm thần,
ông chú trong gia đình thì treo cổ tự vẫn, cũng như cuộc sống lập dị của họ. Vụ rắc rối của ông thị trưởng với hai chị em cũng không được đề cập tới. Sự tàn bạo trên thân xác các nạn nhân không được các công tố tại tòa coi là hành vi của những người điên. Họ coi hai chị em Papin là những kẻ máu lạnh. Khi hai chị em còn chùi rửa công cụ gây án và tắm gội sạch sẽ, yêu cầu dựng lại hiện trường vụ án một lần nữa cũng không được tiến hành. Mặc cho có yêu cầu giám định tâm thần của hai chị em Papin một lần nữa của bác sĩ Roger, khi ông không đồng ý với ý kiến của các đồng nghiệp, thì tòa án vẫn tán thành quan điểm của các chuyên gia tâm lý. Họ nhận định rằng hành động giết hại hai mẹ con Lancelin là của những người có thần kinh hoàn toàn bình thường. Và cuối cùng, vào tháng 2 năm 1934, Celestine và Lia Papin đã bị kết án tội giết người. Trong khi người em Lia phải chịu bản án 10 năm tù khổ sai, thì người chị Celestine phải nhận bản án cao nhất, đó là tử hình. Sau này, Celestine được đặc xá khỏi án tử hình nhưng phải lao động khổ sai đến hết đời. Cô được chuyển đến tới nhà tù trung tâm Rennes, và tại đó cô đã tuyệt thực và dần rơi vào trạng thái trầm uất. Cô đã được đưa tới nhà thương điên tại Rennes và mất năm 1937 vì bị suy nhược ở tuổi 32. Trong khi đó, Lia Papin được trả tự do vào năm 1941 và sống ẩn dật đến năm 2001, thọ 90 tuổi. Vụ giết người tàn bạo của chị em nhà Papin đã làm bùng nổ sự phẫn nộ khắp thành phố Liman và gây chấn động toàn nước Pháp. Chưa bao giờ nơi đây xảy ra một vụ giết người tàn bạo đến thế. Cái kết cho chị em nhà Papin là một câu chuyện đen tối và bi thảm, một sự kết thúc không có hậu và không có cơ hội làm lại cho những tội ác mà họ đã gây ra. Cho đến nay, vụ án chị em nhà Papin vẫn còn được nhắc lại. Các bạn thân mến, đó là toàn bộ vụ án chị em nhà Papin. Nếu các bạn cảm thấy thích video thì đừng quên nhấn theo dõi Sơn Huyền Bí nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.